Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi khám phá một hòn đảo thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là xã đảo Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ. Phía trước mặt mình đây là con tàu cao tốc đi từ Cần Giờ ra Vũng Tàu. Đó, anh chị nào đi Vũng Tàu á, không muốn đi xe máy thì mình có thể đi ra đây để đi tàu cao tốc nha. Còn hôm nay mình sẽ đi chiếc đò trước mặt để đi từ Cần Giờ ra Thạnh An. Thì trong một ngày sẽ có 5 chuyến đò, từ lúc 6:30, 9:30, 12:00, 14:00 và 17:00 nha. Vào những ngày như là thứ bảy, chủ nhật thì đò có thể chạy sớm hơn nếu mà đủ số lượng khách. Xe máy thì mình có thể gửi tại bến đò hoặc là các quán cà phê gần đó đều có giữ xe qua đêm được hết nha mọi người. Giá giữ qua đêm là 10.000 một ngày. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lên chiếc đò của mình. Đò này thì sẽ đi ra đảo Thạnh An đây. Ở trên này thì nó sẽ có chỗ nằm nè, có ghế ngồi nè. Mọi người muốn nằm cũng được, muốn ngồi cũng được. Và sẽ có cái nhà vệ sinh luôn nha. Đó, bây giờ thì đò nó cũng đã bắt đầu chạy rồi. Thời gian đò đi từ Cần Giờ ra ngoài Thạnh An á, nó tầm khoảng từ 30 đến 40 phút nha. Cái giá tiền đi đò này thì nó chỉ tầm khoảng 15.000 một người thôi. Ở đây thì mọi người sẽ thấy được cái nước biển nó giáp mí với nhau là hai mèo nè, nước trong và nước đục luôn nha. Do hôm nay là mình đi ngay cái đợt lễ nghìn năm ở ngoài xã đảo nha. Đây là một cái ngày lễ lớn, thì ngày lễ này là ngày 9, ngày 15 tháng 10 âm lịch. Lễ sẽ kéo dài trong thời gian là 4 ngày. Thì tất cả người dân ở trên đảo thì họ sẽ nghỉ ngơi, ăn uống, không đi đánh bắt. Học sinh thì sẽ được nghỉ học luôn nha. Và do mình đi ra ngoài đảo đi đò trễ đó, 9:02, thì mình không có quay được những cái cảnh này. Nhưng mà những cái clip này thì mình xin được của anh Hậu bên đài VTV9 nha. Anh Hậu đã cho mình những cái hình ảnh này để mình giới thiệu cho mọi người xem. Đây là cái thuyền đi nghinh năm nè. Đây là một cái ngày lễ cũng như là một cái phong tục tập quán của người dân xứ biển nha. Thì ở mỗi nơi nó sẽ có một cái ngày lễ khác nhau. Lễ nghìn ông, lễ nghìn bà. Cái bến phà thả mình xuống á thì mình bắt xe ôm mình đi vô tới cái chỗ cắm trại rồi nha. Đây, cái chỗ này thì tối nay mình sẽ cắm trại ở ngay vị trí này. Đó. Chắc mình cắm trại trên cái con đường đường đan này đi. Đây, nguyên cái bờ kia đá luôn. Buổi chiều thì mình sẽ đi hóng gió nè. Trên bờ kia đá này rất là mát. Một bên là sóng biển nè, còn một bên là bên cái bóng cây bên này nó che nắng mặt trời lại. Mát quá, gió cực kỳ mát luôn, hạt
khúc dưới này không có người ăn uống nha. Hồi nãy mình đi khúc trên kia rồi thấy quá trời người ăn uống nhậu ở trên đó luôn. Do hôm nay lễ tàu của ngư dân người ta vô trong bờ này không có đi đánh bắt, cho nên mọi người tập trung ăn uống ca hát ở dưới kia. Còn tối nay thì mình sẽ cắm trại tại cái khu vực cái sân chỗ này. Ở ngoài xa xa kia là mấy cái lồng bè của người dân người ta nuôi hào đam nha mọi người. Ở đây là đền thần của xã Thành An nha. Mình mới hỏi thăm mấy bé ở trên đảo á, thì ở dưới này sẽ có hai quán Kiều Hương với lại Quỳnh Hoa. Hai quán này thì bán hải sản ở trên đảo nha. Đây là quán Kiều Hương đó. Do hôm nay ngày lễ á, cho nên họ bán gần hết hải sản rồi. Nướng liên tục luôn mọi người. Còn bên này là hải sản của Quỳnh Hoa nè. Đó, có cua biển lớn nè, tôm tít. Ở bên Quỳnh Hoa thì nó sẽ có nhà nghỉ nè, rồi có chỗ ăn uống nè, rồi có võng, kiểu giống như cà phê võng cho mình nghỉ ngơi á. Mình có thể không nghỉ nhà trọ thì mình có thể nghỉ võng được luôn nha. Đó, có những con cua gì lạ quá nè. Còn ở bên này thì mình thấy có con cá mau ếch đó. Con cá nhìn nó kiểu giống như con cá mặt quỷ này. Trên này thì có số điện thoại của bên Quỳnh Hoa nè, mọi người có thể liên hệ để đặt phòng, đặt đồ ăn. Đây là một cái quán ăn có cái view nằm sát bờ biển nha. Buổi sáng thì mình thấy nước cạn á, cho nên nguyên cái bãi đất luôn. Còn buổi chiều thì thủy chiều nó lên lại thì mới thấy được cái bãi biển, bờ biển này đó. Bên này cũng là cái của tiệm Quỳnh Hoa luôn. Rồi, bây giờ trời nó cũng mát rồi nha. Bây giờ mình sẽ khui cái lều này ra để mình dựng lều. Tối nay mình sẽ ngủ ở đây. Vừa dựng xong cái lều nha. Đó, cũng rất là đẹp. Ở bên trong đồ này mình có đem đầy đủ đồ ăn nè. Hồi nãy mình có mua hào rồi, để tối nay mình sẽ nướng hào. Rồi tối ở ngoài bãi biển này nước cạn á thì mình sẽ đi ra ngoài này để mình săn bắt kiếm thêm nha. Đó. Buổi chiều ở đây rất là mát. Ở ngoài cái bờ kè đá này bây giờ thì nó có lắp đèn năng lượng mặt trời luôn nha. Ban đêm thì mình có thể đi dạo ở trên cái bờ kè đá này cũng được nè. Có đèn sáng rồi. Mình thấy ở trên này nó có thắp pin năng lượng. Cái lều mình cắm trại ở dưới cái đèn sáng sáng ở dưới này nè. Buổi tối thì mọi người sẽ tập trung ra ngoài bờ kè đá này để ăn uống nè. Và có những cái quán thì người ta sẽ để bàn ghế ngoài này luôn nha. Mình chỉ việc là đây ngồi chơi ăn uống thôi. Đó, có quán cà phê nè, bán những cái thức ăn vặt.
Đây là cái phố ẩm thực về đêm của xã đảo Thành An. Do hôm nay là ngày lễ đó, thì mọi người tập trung ra ngoài chỗ ủy ban xã người ta xem cải lương rồi. Ở ngoài đó là chỗ chỗ gì, chỗ miếu hả, miếu bà hả, miếu hả? Đây hai bé này nó dẫn mình đi ra miếu miếu bà nha. Đúng rồi, chết đúng rồi, thì cho lúc với đứa bạn em nó phát hiện em nó quay đi cho bạn nó phát hiện luôn. Chết gì em thấy em anh rồi. Đây mình tới miếu bà rồi nha các bạn. Đây là hai cái bé hồi chiều nó chỉ mình đi xuống quán Kiều Hương để mua hải sản đó mọi người. Ở trên đảo này nhỏ, đi vòng vòng rồi cũng gặp lại mấy đứa bé này nè. Đây. Nút số mà. Nút số chúng cái gì? Chú ra mấy cái này bóc chúng ra hình nào chú mở ra được nhiêu phiếu chú đổi. Ủa, yeah. Đi trực tiếp hoặc chú đổi tiền. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đây là chơi thôi, con chơi bên này đây. Đi xui quá à. Một cái được mày nè. Đi xui quá à. Ở đây quá trời con nít luôn các bạn ơi. Thì hôm nay là do lễ hội nghinh ông á, ở ngay chỗ miếu bà này có những cái trò chơi nha. Đây rất là nhiều trò chơi luôn. Hai đứa đưa đây. Ê chạy chạy đâu mày. Chúng cái gì vậy? Chạy hết. Bây giờ mình sẽ đi ra chỗ ủy ban để xem cải lương nè. Mình thấy ở đây mọi người đều rất là đam mê đền ca tài tử nha. Giờ trời cũng tối rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống biển mình lặn luôn nha. Tranh thủ nước đang lớn á thì nó sẽ trong hơn. Cho nên bây giờ mình sẽ lặn trước xem mình bắt được cái gì không nha. Rồi một lát nữa mình lặn xong mình bắt lên mình nướng chung với mấy con hàu mình mua hồi chiều luôn. Đó, bây giờ là khoảng 10 giờ mấy rồi. Nhưng mà người dân ở đây thì vẫn đang nghỉ lễ và vẫn hát karaoke ở trên bờ kè đá nha. Đó, phía sau mình. Mình vừa xuống nước thì thấy nước nó quá trời đục luôn mọi người. Nó không có trong như mình nghĩ. Nó có một con cá nhỏ nè, mình không có vớt được tại vì cái lỗ lưới của mình nó lớn hơn con cá.
biển á, nước đục quá mình không có thấy được cá để mình bắt nha. Có mấy con cá gì giống như con cá liềm kìm nhỏ xíu mà, mà cái lưới mình nó to quá bắt không được, nó nhảy ra khỏi lưới được, nó lọt lưới. Giờ mình đi lên để mình nướng mấy con hào luôn, mới xuống được chút xíu bị sóng nó đánh cho mấy cục đá đó. Hào nó cắt đứt chân rồi. Bây giờ công an tới người ta không cho mình dựng liều đây luôn nha mọi người. Thì bây giờ mình tranh thủ mình dọn dẹp cái liều để lát người ta quay lại người ta kiểm tra. Hồi nãy giờ mình mới nhóm lửa than xong, để cho nó cháy thêm xíu nữa đi rồi mình sẽ nướng nó nha. Mình làm phi mỡ hành, đó, có hành lá luôn. Rồi bên này là sốt muối sốt cay, với lại mấy con hào mình mới cạy ra được nè. Hồi chiều mình mua 2kg á, mà cạy ra được có 11 con à. Còn công an thì tới biểu tụi mình dọn cái liều, không cho dựng liều. Thì tụi mình giờ này cũng khuya rồi, nhà nghỉ thì ngay cái dịp lễ luôn, thì nhà nghỉ rất là đông khách, cho nên mình bây giờ dọn liều mình cũng không biết đi đâu luôn. Thì một lát nữa ăn xong thì chắc mình nằm bên tấm bạc bên này nè. Đó, đồ đạc mình để bên tấm bạc bên này, chắc mình trải bạc hay mình ngủ đại ngoài chỗ bờ kè đá này luôn thôi. Chứ nhà nghỉ bây giờ ngay lễ đông dữ lắm, mà không có đủ sớm, đợi tới khi gần 11 giờ mới lại đây nói mình là không cho cắm trại. Mình không biết mấy bạn có ra đây cắm trại lần nào chưa, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ra đảo Thạnh An thì mình cũng mới biết luôn. Bây giờ là 0 giờ 28 phút rồi nha. Đó, bây giờ mình sẽ đợi lửa than nó tàn rồi mình nướng mấy con hào mình ăn thôi. Nay đi mình quên mua đậu phộng rồi, nói để mình ghé mình mua đậu phộng, mình ra tới đây mình mới nhớ cái vụ đậu phộng rồi, cho nên giờ không có đậu phộng. Đó, thơm ngon quá trời, nó thơm luôn. Hào này ở Sài Gòn người ta nướng sẵn luôn, có gia vị luôn, thì nó tầm khoảng 7-10 ngàn con, thì ở đây mình mua được 11 con giá là 70 ngàn, mà nó chưa có gia vị vậy đó, mình phải nướng. Này là kiểu giống như trải nghiệm thôi nha, trải nghiệm thực tế. Đó, gió biển này nó cứ lùa vô rất là mát. Còn tối nay ngủ thì chắc mình lấy cái tấm mũ mình đắp lên người đi, cho nó đừng có mùa sương. Đó, bây giờ mình sẽ chế cái muối sốt cay này vô nha. Không có gia vị gì ngoài cái này hết. Cái này thì nó chua chua cay cay, để ăn hải sản thì rất là ngon. Mình để ít thôi, để nhiều quá nó mặn lắm. Đó. Quá ngon. Mấy con hào của mình nó cũng chín hết nè mọi người. Đó. Giờ mình sẽ ăn thử luôn nha. Thì phải nói ra sao. Rồi xin mời mọi người nha. Quá trời nó ngon luôn. Cái vị của muối sốt cay là nó ngon là nhờ cái vị của muối sốt cay đó mọi người. Ui quá nóng. Mm.
cái miễn hèo. Ngon quá. Bây giờ mình ăn lúc 1 giờ sáng luôn nha. À nhìn mấy con này nó so xèo 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 luôn rồi nè. Cái này nóng lắm, lát mình ăn sao đi. Bây giờ mình ăn thêm một con này nữa. Đây. Đó. Mời mọi người nha. Dạ. Nó ngon. Chua cay. Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn hết mấy con hàu này. Rồi mình sẽ sắp xếp lại cái chỗ ngủ của mình nha. Giờ mình trải tấm bạt để mình nằm ở đây mình ngủ luôn. Chứ giờ không dựng lều được thì phải trải bạt thôi. Đó, trải bạt thì nằm được. Đó, tối thì trải bạt nằm ở đây luôn. Bây giờ thì cũng 2 giờ sáng rồi, cho nên ngủ tầm chút xíu là mình dậy là được rồi. Sáng ngày mai thì mình sẽ thức để mình quay lại cái bình minh cho mọi người xem nha. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Trời sáng rồi mọi người ơi. Tối qua giờ mình ngủ nó chập chờn dữ lắm. Hầu như là thức không mà chứ không có ngủ được luôn. Khi nào mệt lắm thì ngủ quên rồi giật mình thức dậy thôi chứ thức từ lúc 1 mấy sáng là tới giờ này. Giờ này là 5 mấy sáng luôn rồi, không có ngủ được. Mình nằm lúc 3 giờ mấy sáng thì sương nó xuống rất là lạnh nha. Mà mũi nữa. Ở đây mũi nó cứ bay eo eo quá trời luôn. Ở bên phải mình là nguyên cái rừng đước nè, cho nên nó mũi nó bay rất là nhiều. Đó. Cái giỏng mùng này mình mở ra mình chui vô, mình vừa làm cái mền để mình đắp với lại vừa để chống mũi luôn nha. Mà vẫn bị mũi nó kêu nó chích với lại lạnh lắm. Đây, để mình bơi một vòng buổi sáng cho mọi người xem. Mà nằm hầu như là mê man thôi chứ không có ngủ được đâu. Ở đây là phía ngoài bờ kè đá nè. Trời sáng rất là đẹp luôn. Cái đống than của mình nó vẫn còn luôn kìa. Đây. Ui, ấm quá. Ba mấy sáng sương xuống rất là lạnh luôn. Đây là mấy cái đống vỏ hèo của mình tối qua nướng ăn. Mình thu gom lại để đây để lát nữa mình đi dục thùng rác. Còn mấy cái rác thải này của mình thì mình dọn hết rồi. Giấy, ly, nhựa đồ mình dọn dẹp hết. Chỉ còn lại cái đống than nhỏ này thôi. Đây. Bình minh. Bình minh đảo Thành An. Để mình kiếm chỗ mình leo lên nha. Hí. Nước cạn đẹp quá nè. Hôm nay biển sóng im. Mà nước biển này nó không có trong, đục ngừ. Cặp theo những cái bờ kè đá này thì có những cái băng ghế xi măng giống như nè. Để cho mình ngồi mình ngắm biển nha. Để bây giờ mình đi xuống đây xem có con cua, con cá, ghẹ gì không. Cái hèo này nè. Hồi tối mình lặn xuống vô mấy cái hèo này. Ui ui nó bén. Quá trời nó bén luôn. Hiện chi tối mình lặn xuống chút xíu là mình bị đứt chân. Sóng nó dập mình vô mấy cái hèo này. Tới bây giờ vẫn còn đau, ghét. Rất là nguy hiểm. Đi lặn thì nên mang dép theo luôn nha. We'll be right back.
bây giờ thì cũng tới buổi trưa rồi mọi người, cho nên thì bây giờ mình sẽ quay về Cần Giờ để mình lấy xe mình đi về nha. Thì mình đã khám phá ở đây được 24 giờ, cũng đi ngay cái dịp lễ nghìn năm cho nên rất là vui. Thì ở đây có những cái hải sản, những cái phong tục ở đây đó, thì mình có quay mình chia sẻ lên cho mọi người xem. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở về bến đò để đón tàu về Cần Giờ nha. Hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo. Mọi người xem clip thấy hay thì nhớ cho mình xin một like cũng như một lượt đăng ký nha. Chào tạm biệt mọi người.